Rồi, ok. Thì video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà đu trend Vinamilk 1976. Ok, rồi bắt đầu ha. Đầu tiên là bạn dùng cái trình duyệt trên máy tính nha, phải dùng trên máy tính mới được. Bạn dùng Chrome hoặc là Microsoft Edge ha. Bạn vào website này est1976.vinamilk.com.vn. Cái link này mình sẽ để dưới phần mô tả ha. Rồi, ở đây thì bạn đặt tên ha. Ví dụ như là chân đất. Đó, rồi, ở đây là bắt buộc phải là số nha, 4 chữ số, ví dụ như là 2000 chẳng hạn. Ok. Xíu nữa mình sẽ chỉ các bạn cách để mà tùy chỉnh lại cái nội dung này theo cái mà bạn muốn. Ok, rồi. Bạn bấm trình làng ngay. Đó, ở đây nó sẽ cho ra một cái avatar này ha. Rồi, bây giờ bạn muốn sửa đổi gì? À, bạn bấm F12 trên bàn phím á. F12 để mà vô cái developer tool. Rồi, sau đó bạn bấm vô bên đây. Cái chỗ này nè, thấy không? Bấm vô. Bấm chọn cái này nha. Rồi bắt đầu bạn rê chuột tới chỗ này, EST nè, thấy không? Bấm vô cái, xong bạn nhìn cái khung bên phải. Bấm chuột hai lần, double click vô ha, rồi bạn đổi nội dung, ví dụ như là chăn dắt từ đó, rồi enter, nhớ enter nha. Enter thấy không? Thấy bên đây nó đổi rồi chưa? Rồi, bên đây bạn cũng làm tương tự, bấm vô cái này. Rê chuột xuống đúng cái vị trí số 2000 nãy mình điền nè. Bấm vô. Rồi, khung ở đây bạn thấy chỗ 2000 không? Đó, bạn double click chuột, nhấp đôi chuột chuột trái á. Rồi, bạn sửa đổi, ví dụ như là chăn dắt từ khi chưa đẻ. Đó, rồi, enter, nhớ enter nha. Ok, xong. Bây giờ bạn tải về. À, rồi, tải về xong rồi á. Mở lên nè. Thấy không? Đó, đó là bạn có được một cái logo, một cái avatar đu trend của Vinamilk. Rồi, ok ha. Nếu mà bạn thấy video này có ích á, và thú vị á, thì nhớ cho mình một like ha, và subscribe ủng hộ Chân Đất Channel. Rồi, ok, cảm ơn các bạn. Bye bye and good luck.